Trọng kính cha An Tôn, kính thưa quý cha, kính thưa quý thầy, quý chức, quý ông bà anh chị em, đặc biệt là quý anh chị em ở giáo xứ Tiêu Hạ. Lời nói đầu tiên con xin thay lời cho ban tổ chức, xin gửi đến quý cha, quý thầy, quý chức và cùng toàn thể quý ông bà anh chị em giáo xứ Tiêu Hạ một lời chào thân thương và lời chúc tốt đẹp nhất trong buổi tiệc mừng tối hôm nay. Vâng, thật là một niềm vui và hạnh phúc nhân ngày mừng kính Thánh Phêrô là bổn mạng của anh chị em giáo xứ Tiêu Hạ hôm nay. Sự hiện diện của quý cha, quý chức đã làm thêm phần linh động và sôi động, đặc biệt nhất là ca ngợi tình yêu Thiên Chúa đến với anh chị em của giáo xứ Tiêu Hạ hôm nay. Sự hiện diện của quý cha và cũng như quý chức cùng toàn thể khách làm cho quý anh chị em của giáo xứ Tiêu Hạ chúng con rất là vui mừng và niềm tin trong tình yêu của Thiên Chúa nhiều hơn. Chúng con xin chân thành cảm ơn. Và giờ đây chúng con xin trân trọng kính mời vị đại diện anh chị em giáo xứ Tiêu Hạ nên có đôi lời cảm tạ quý cha, quý thầy và cùng toàn thể quý chức. Xin quý vị dành cho vị đại diện của anh chị em giáo xứ Tiêu Hạ một tràng vỗ tay thật to và thật dài đạn. Kính thưa quý cha, quý thầy, quý hội đồng mục vụ giáo xứ Tế Hòa cùng tất cả quý khách cùng quý ông bà và anh chị em đồng hương giáo xứ Tiêu Hạ. Hôm nay là một ngày vui long trọng của chúng con. Chúng con xin gửi lời cảm ơn đến quý cha, quý thầy, quý ông bà anh chị em đã hiệp dâng thánh lễ mừng kính Thánh Phêrô của anh chị em chúng con ngày hôm nay. Và hơn nữa, quý cha đã ưu ái ở lại dùng bữa tiệc chung vui cùng với anh em chúng con. Chúng con không biết nói gì hơn. Xin Thiên Chúa là cha tình thương ban xuống trên quý cha, quý thầy nghị lực hăng say, sức khỏe dư đầy và ngập tràn hạnh phúc. Xin kính chúc quý vị cùng tất cả quý ông bà và anh chị em đồng hương sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Một lần nữa con xin kính chúc quý cha, quý thầy cùng tất cả quý vị dùng bữa tiệc mừng hôm nay thật vui và ngon miệng. Con xin hết lời. Vâng, và những lời phát biểu của một vị đại diện giáo xứ Tiêu Hạ thật là hạnh phúc, thật là tốt đẹp trong ngày mừng kính Thánh Phêrô hôm nay. Và từ đây chúng con xin trân trọng kính mời cha An Tôn lên có đôi lời và thánh hóa bữa tiệc mừng này. Chúng con xin nâng hoàn kính mời cha. Thưa anh chị em, chúng ta cũng đã nói nhiều lời quá rồi. Thôi giờ anh chị em chúng ta cùng thinh lặng trong ít phút để chúng ta xin Chúa thánh hóa của ăn của chúng ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con xa trước cam cho khỏi sự. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, amen. Rồi chúc quý cha, quý sơ và tất cả mọi người ngon miệng. Tay đâu nhỏ quá, tay đâu. Rồi kính mời anh chị em dùng bữa tối thật ngon miệng. Vâng, chúng con xin hết lòng cảm ơn cha An Tôn cũng đã có đôi lời giáo huấn và thánh hóa bữa tiệc hôm nay. Ban tổ chức của chúng con nhận thấy cha hạt trưởng giáo hạt Bến Cát, đặc biệt nhất nguyên chánh xứ giáo xứ Tây Hòa đã đến chung vui với con. Xin quý vị dành cho cha chánh xứ giáo xứ Tây Hòa một tràng vỗ tay thật to thật trái đấy hả? Vâng, và một lần nữa con xin thay lời cho ban tổ chức, xin kính chúc quý cha, quý thầy, quý khách và cùng toàn thể quý vị dùng một bữa tiệc thật là ngon miệng, vui tươi và hạnh phúc nhân ngày mừng kính Thánh Phêrô hôm nay. Chúng con xin chân thành cảm ơn. gọi con đi, đi vào đời làm chứng nhân tin mừng. Dù rằng thân con có là gì mà xứng với ơn thiêng, Ngài dạy con yêu, yêu đồng loại như yêu chính thân mình. Mà lòng con nhỏ bé Chúa ơi, Ngài gọi con đi, đi truyền giáo chân lý đến chân trời bao la biển rộng. Cho tin mừng âm vang, cho lòng người thanh thản đón ân huệ Cha ban, nguồn tình yêu nồng nàn. Vâng Chúa ơi, này đời con đây, ý chí tự do với xác thân Ngài cho. Con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con. Đường đời con đi đã nhiều lần gục ngã trong đau buồn, dặm trường xa xôi biết đường nào về tới bên yêu thương. Lòng đầy băn khoăn kiếm tìm Ngài trong tin tưởng hy vọng, mà lòng con hồn thức Chúa ơi. Ngài gọi tên con ngay từ khi thế giới vẫn đang còn hoang sơ mịt mù, khi con còn trong nỗi, khi đường đời chơi vơi, lúc lạc loài đơn côi, tình Ngài đã gọi mời. Vâng Chúa ơi, này đời con đây, ý chí tự do với xác thân Ngài cho. Con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con. Này đời con đây, ý chí tự do với xác thân Ngài cho. Con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con. Rồi thời gian trôi, tháng ngày dài, tình Chúa yêu con hoài. Ngài dìu con đi, bước đường đời còn lắm nỗi gian nguy. Tình Ngài yêu con mãi dạt dào như con sông xô bờ, và lòng con hạnh phúc Chúa ơi. Một niềm an vui chân thành con đi tới với bao người anh em nghèo hèn, loan tin mừng yêu thương say tình người muốn